nay ông tính ra nhiêu ngày anh Hải? Nè, bữa anh thả bữa mùng 7 mà mùng 8 anh cho ăn đó là hôm nay 13 ngày. Ôi trời ơi. 13 ngày đó. Đẹp dữ vậy ta. Ồ, nó vô gió mới này nó bỏ một đống thức ăn, nó ăn hết rồi. Vậy chứ luôn trời. Quả đều con quá anh ơi. Mới 13 ngày á. 13 ngày à. Trời ơi. Con coi mê luôn, cái bầy tôm mê luôn. Quá trời. Nó lẻ lẻ cầm ốc. Ồ, đều con mà nó đồng màu á, ruột gan đồ yên quá trời luôn. Cái ruột đang thui gan rồi thấy rõ luôn đó. Anh mới cho ăn thảo dược mấy ngày á. Mười mấy ngày là vậy đó hả? 13 ngày đó mới cho ăn thảo dược có 3 ngày. Là chỉ qua thức ăn số 1 mình mới cho nhìn coi tôm mình dở gió là không bao giờ nó bị co than đục cơ á. Mà nước mình chà chà đẹp 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 lắm. Nói chung là anh nuôi tôm con là nương dèo đó, là rồi nó đều nhau dữ luôn. Anh nương dèo là tôm chất lượng lớn, mà tôm giống này giá rẻ nữa. Mình cũng là khuyến cáo bà con. Bữa hổm anh nói con 120 đồng đó có không? Mà nó chặn ra 100%, còn 60 bạc à. Mà nó lẻ lớn lắm, bây giờ giống thế này, giống này giờ nó nuôi nhiều, tụi nó nuôi nhiều lắm. Tại vì nó chưa có phổ biến rộng rãi á. Dạ. Cái bà con mình nó chưa biết á. Cái sắc tố với cái tốc độ tăng trưởng nó lớn nhanh hơn CV nhiều luôn. Cái này là một phần do cái môi trường mình nó tốt nó sao? Đúng rồi, cái môi trường mình nó tốt nữa. Với mình anh xài cái vi sinh này là xài cái vi sinh này là con tôm nó chắc, nó khỏe, nhà nó có cái dinh dưỡng nó cao. Yeah. Rồi cái màu nước nó ổn định đó. Nó phát triển con tôm đồng đều mà nó không có bị suy yếu co thân đục cơ rồi đâu. Anh nuôi tôm nhỏ là anh nuôi dễ nuôi lắm. Yeah. Còn tôm nhỏ mà anh ương hình như là 10 bầy như một. Vi sinh anh bây giờ đang xài đó, nó có cái công dụng gì anh? Cái công dụng của vi sinh đang xài của mình thì ví dụ như bét á, cái công dụng của nó là tẩy rửa bạc. Dạ. Lúc nào mình vô trong cái ao mình đi mình gà cái giò là nó không có dơ. Như cái thứ hai đó là cái VGT569 là nó vệ sinh cái môi trường, vệ sinh môi trường chất thải rồi đó. Dạ. Thứ hai là nó là phát triển cái dinh dưỡng, vi sinh đó hàm lượng cao, nó phát triển cái dinh dưỡng tốt lắm. Dạ. Giờ con tôm mình nuôi đó, nó ăn được cái vi sinh đó, con tôm nó chắc khỏe lắm, ương bầy nào cũng vậy, nó không bao giờ nó bị co thân đục cơ. Dạ. Rồi mình thấy nuôi tôm mà mình bị không bị co thân đục cơ là bầy tôm đó, nó dễ nuôi. Dạ. Nên là mấy cái đó mình không có thiếu được, không bỏ qua được. Cái nước này không, nước màu trà vàng tới lớn luôn vậy á, là không có thay đổi. Môi trường nó không thay đổi. Cái oxy này mình làm bằng ống nano này nó chạy đều gan đó, chạy đẹp không, đều gan. Cái vi sinh đó mình mua về mình sử dụng nó dễ hơn, cái công thức pha trộn đồ dễ hơn. Cái công thức đó là 2-3 năm nay mình có, anh có rồi. Yeah. Ví dụ bà con mà có sử dụng đó là mình chỉ cho kèm theo cái công thức về, tại là coi theo đó là theo hướng dẫn đó là làm được rồi. Mà xài nó không tốn tiền không đạt đâu. Mà cái như anh nuôi cái này đó, xài vi sinh nó khi một tháng mấy là anh mới thay một lần. Nó khi bổ sung thêm luôn nữa, thấy nó tốt quá bổ sung thêm chứ không thay. Dạ. Đó, rồi nhầm đứa nó nghèo, nó nuôi nó hà tiện, nó xài 2-3 tháng, 3 tháng luôn nữa. Nó nở lên mình xài hoài, nhưng mà cái chất lượng nó tốt, mình xài cái màu nước rồi nó không có biến đổi. Môi trường thứ hai nữa, nó sạch sẽ trong cái đáy ao á. Thì mình thấy, nội mình thấy, thì mình thấy mấy cái đó mình theo dõi, hàng ngày mình lội vô ao rồi mình theo dõi, là nó tốt thôi mình xài. Với nuôi tôm nó chắc khỏe rồi, nó đầy đủ dinh dưỡng rồi nè. Nè, vi sinh nè. Nó xài cái hơi loãng loãng nước á. Dạ. Nó bổ sung vô. Bổ sung vô thêm này đó, con sinh nó lợn cặn nước nhóc rồi. Dạ. Nó lợn cặn cặn trong nước nhóc này. Đó trắng trắng lợn cặn nước nhóc á. Dạ, đúng rồi. Ừ. Thành ra cái vi sinh này là thằng hai thằng cộng vô đó nữa. Đúng rồi. BT với thằng bét hả? BT với thằng bét á, hai thằng ủ lại á là một thằng nó vệ sinh cái môi trường, một thằng nó vệ sinh cái bạc. Dạ. Vệ sinh bạc, tẩy rửa bạc nó sạch luôn đó. Nó xanh ra cái dinh dưỡng cho tôm ăn đó. Có hôm đó là nó giữ màu cho mình đúng không? Lên trắng trắng trắng. Đó, lên trắng trắng trắng. Dạ. Đó là con tôm nó ăn nó chắc khỏe lắm. Cái màu nước là cái màu nước là nó không bao giờ biến đổi luôn đó. Ổn định luôn à. Ổn định tới lớn luôn, tôm lớn đó. Lớn đó, mười mấy con rồi đó mà màu nước nó y chang vậy, tới lớn luôn. Mà mình vô nào á cảm giác mình thấy nó sạch đó.
vô ao, mình lội vô ao á. Anh nãy chia sẻ coi cái công thức mà ủ cái vi sinh mà anh đang sử dụng nè, thì cái liều lượng để mình ủ nó cho nó nạn cái nước này nọ vậy đó. Cái công thức mà ủ vi sinh này nói chung nó cũng đơn giản thôi. Ví dụ như mình hai cái dòng vi sinh đó, một dòng bét á, dòng BST 569 á, một là mỗi một thứ một gói, mình bỏ vô trong cái thùng nước, mình quậy cho tan đều ra với 2 kg đường, rồi là mình bỏ vô trong cái phi, cũng tùy theo cái phi của bà con mình lớn nhỏ, nhưng mà mỗi thứ một gói với 2 kg đường thì ủ được 200 lít nước. 200 lít nước. Nếu mà bà con mà muốn xài cho tốt đó, mình ủ để 3-4 ngày cho nó nở con vi sinh ra, nở cái vi sinh ra rồi cho nó thấy cái nước nó sánh chạy kẹ sánh đặc đặc lại đó, rồi bắt đầu vi sinh nó nở đó, thì mình tiến hành mình xài. Vậy là trong 3-4 ngày là xài được rồi? 3-4 ngày là xài tốt rồi. Thì mình xài là 1.000 m² nước là mình xài được 20 lít này thôi. Nó nở đặc đó là mình xài còn không tới 20 lít. Mà mình xài cái vi sinh này, cái công dụng nó hay lắm. Công dụng của nó là, thứ nhất là nó, ví dụ như đầu tiên mình mới thả tôm đó, mình xài cho nó trong vòng 2-3 ngày là mình cảm thấy, mình thấy liền, mắt thường mình nhìn thấy liền, nó lên tảo. Lên tảo nó phát triển cái môi trường, bắt đầu nó lên tảo thì cái môi trường nước của mình bắt đầu nó trà lại, trà vàng lên đó, thì bắt đầu khoảng chừng là 4-5 ngày bắt đầu là nó lên màu trà. Nó lên màu trà thì là mình trước khi mình thả tôm nó, mình xài cho nó chừng 2 lần nữa, bắt đầu mình thả tôm mình xài tiếp nữa, thì bắt đầu khoảng chừng một tuần lễ, giống như tôm của mình thả đó, một tuần lễ là nó lên màu trà lật lật đẹp. Tôm nó lúc đó nó có cái hàm lượng dinh dưỡng trong nước á, vi sinh nó phát triển nó có hàm lượng dinh dưỡng ở trong nước nhiều, tôm nó mình thả vô nó ăn nó chắc khỏe. Rồi là đồng thời là từ lúc mà mình xài, từ lúc ban đầu nó vệ sinh cái môi trường cho mình là sạch sẽ từ lúc tôm còn nhỏ. Thành ra là mình ươm vào tôm hình như là vụ nào cũng vậy, tốt lắm. Trừ khi mình quản lý cái môi trường được không kỹ, con tôm nó mình sang ra là tới giai đoạn sau thì nó mới có hơi trục trặc cái đỉnh, chứ còn giai đoạn mình ươm nó là hình như chắc chắn trong trong ươm tôm là không bao giờ nó bị coi là đục cơ. Xài cái vi sinh này là suốt vụ nuôi luôn hả? Đúng rồi, xài vi sinh suốt vụ nuôi nè, tôm lớn là cái nước nó vẫn vậy. Bắt khói nước thì ngày tạc cho nó 20 lít. 20 lít ngày tạc một lần thôi, ngày tạc một lần rồi. Ví dụ như tùy theo, ví dụ như mà mình nuôi ngoài trời rồi đó, ngoài trời không có lưới lan nữa là thảo phát triển mạnh quá, có khi nó lên màu xanh. Màu xanh thì mình bà con chuyển cái dòng vi sinh trời xài lại buổi chiều thôi. Mỗi bữa thì ví dụ cho nó lên tảo thì mình xài buổi sáng. Còn ví dụ mình quýnh mà cho nó giảm tảo mình xài buổi chiều. Nó mát trời cứ xài ha. Thì cái, nó, cái dòng vi sinh này mình xài cho ao đất được không anh? Trời, cái này xài ok luôn, nhưng mà có cái là thường thường mấy đứa cháu nó nuôi ao đất đó, nó không có cái oxy. Thì nó giỏi cái đó. Cái thằng này là cái dạng dòng vi sinh hiếu khí phải có sục khí, có sục khí. Thì nếu mà bà con muốn xài thì mua cái cục sục khí nhỏ nhỏ mà chợ này nè, bỏ vô là mình xài được rồi. Cục sục khí đó giờ nó cũng rẻ, có mấy trăm ngàn à, ba đồ nghĩa địa. Nó thằng này là phải chạy điện liên tục đó, chứ còn cúp điện là nó có thể nó chết à. Chết nó bị gì, vi sinh sống mà. Sinh sống nó mới có cái hàm lượng dinh dưỡng cao. Thì mình nó mới quản lý được cái môi trường. Chứ nếu mà cái hàm lượng dinh dưỡng nó thấp đó, nó không có sinh nở con vi sinh nó, thì nó đâu quản lý được cái môi trường tốt. Cái nước mà để pha cái ủ vi sinh này là cái nước như thế nào anh hả? Cái nước nó là nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới cái con vi sinh sinh trưởng. Ví dụ như nước mà có độ mặn từ 3-4 ngàn chấp lên tới 20-30 ngàn là ủ được hết, nhưng mà không được ủ cái nước mưa. Nước mưa là do cái axit nó ca nhiều quá, mình ra ủ con vi sinh nó không sinh nở được. Nước phong tên được không? Nước phong tên cũng có thể được. Nước phong tên thì nó cũng có kim loại nặng rồi chút đỉnh thôi, có thể ủ được. Anh cũng có ủ nước phong tên. Tên thì phải, cũng phải lắng rồi ha. Phải lắng. Cái chỗ ủ vi sinh này nó khi mình xài nó giật hết thì chúng ta xài hết một đợt như vậy rồi mình ủ cái mới hay là sao? Hay là có bổ sung? Mình bổ sung. Ví dụ mình xài và thấy mình xài khoảng chừng nửa tháng gì đó, mình thấy cái nó loãng vi sinh quá thì mình bổ sung vô, yêu cầu mình bổ sung vô mỗi thứ một gói, mỗi thứ 2 gói tùy theo cái bồn lớn hoặc nhỏ. Bồn nhỏ thì mình bổ sung mỗi thứ 1 gói vô, rồi 2 kg đường gì đó, tùy theo bà con có khả năng mình bổ sung thêm là 1 kg đường 2 kg đường gì là bắt đầu nó lên lại.
nó lên vệ sinh lại thì mình xài tiếp tục nó thôi. Còn ví dụ như là mình làm cái bồn hơi lớn thì mình ủ thêm mỗi thứ hai gói vệ sinh bỏ hòa tan vô nước, quậy cho 2 kg đường vô rồi bỏ vô nữa, rồi bắt đầu là nó phát triển vệ sinh tiếp nữa là mình xài tiếp thôi. Nghĩa là mình cứ gói đầu nó hoài cũng không nhất thiết là xài cho hết. Xong cái đợt đó mình mới khoa cái mới phải không? Không cần. Nó cũng ăn cũng tốt. Nó vẫn tốt, bình thường nó phát triển, nó có vi sinh gốc quá, nó còn nhanh nhân nữa. Nó vi sinh gốc mình mồi vô là nó lên lẹ lắm. Dạ. Mình ra cái này nó tiện lại cho mình là mình không phải cần xài hết, mà mình chỉ cần mồi, chăm mồi vô thêm thôi. Vi sinh này anh ước tính ví dụ như cái hồ người ta nuôi một cái hồ 500 gì đi, thì sử dụng khoảng bao nhiêu tiền cho một vụ nuôi 3 tháng 3 tháng rưỡi đây, thì mình tốn khoảng bao nhiêu tiền nếu xài bét như vậy tê này? Khoảng chừng triệu mấy một bạc, rồi với có một hồ một bạc là vụ nuôi 3 tháng 3 tháng mấy luôn hả? Có 1 triệu một bạc bị gì, có hồ một mà đâu có tốn vệ sinh nhiêu đâu. Tính như vậy để mình cho bà con tính dễ, để khi ta nuôi bao nhiêu hồ thì người ta sẽ ước lượng rồi ta là chi phí bao nhiêu. Ví dụ 4 gói mình ủ 200 lít 400 lít rồi. Đóng gói rồi nổ 400 lít rồi mà mình xài cái hồ 500 có 10 lít rồi. Dạ. Đó. Rồi nó nhân lên hoài, mình xài biết bao lâu mới hết. Là mình xài biết bao lâu mới hết. Rồi ví dụ như nó có loãng vệ sinh thì mình mồi vô một đợt hai đợt. Mồi vô một đợt hai đợt thì nó hết vụ rồi, đâu có tốn kém bao nhiêu tiền. Đó, nên cái nào mà mình làm mà thấy hiệu quả rồi đó, mình hướng dẫn cho bà con làm, không có tốn tiền bao nhiêu hết trơn á. Nhưng mà là nó tốt, chứ không phải là nó không tốn tiền mà nó không tốt. Mình nuôi hồ nào cũng vậy, có môi trường nước là từ nhỏ tôm nhỏ tới tôm lớn. Ok là có những đứa lợi. Em đi tham quan dòng cái trại của anh là khi cũng mười mấy cái hồ nuôi là có một màu nước một duy nhất. Màu một cái lớn luôn, nhiều khi mấy đứa kia nói lại tới chú Hải là nói, coi nước là mê. Nó chú xài cái dòng vệ sinh này không? Cho nên đó là cái môi trường nó không bao giờ bị biến động, bao giờ nước nó tảo rồi nó tôm lớn vậy, nó không có phát triển như là mà mình xài mấy cái khác. Ví dụ như xài cái khác cái tảo lên xanh rồi cái rồi phát triển tảo nhiều quá, còn cái này nó ổn định một màu, nó ổn định một màu, nó trà vậy đó. Nó tới tôm lớn vậy, nó trà vậy tới lớn luôn, bây giờ nhiêu ao cũng vậy hết trơn. Thành ra là mình thấy nổi cái đó thôi, nó giữ được, nó ổn định được cái môi trường. Thứ hai nó mình vô kiểm tra nó sạch sẽ trong cái bạc của mình. Thì anh ta nuôi theo cái quy trình của anh đây, vi sinh thì cũng rẻ tiền rồi, tôm thì trộn qua thảo dược cũng rẻ tiền, mà giống nuôi cũng rẻ tiền. Giảm chi phí rất là nhiều. Giống cũng rẻ tiền được. Thì mỗi cái chút tiền điện cũng giảm, cái nào cũng giảm. Cho nên nó là tất cả mọi cái là mình làm là mình có thể mình hướng dẫn bà con, có thể giúp ích được cho bà con là mình chú trọng tới cái khâu giảm thiểu chi phí tối đa mà hiệu quả đó, cái đó là mới quan trọng. Giảm thiểu chi phí mà không hiệu quả thì cũng không được, giảm thiểu chi phí mà phải hiệu quả cho nên là chú trọng tới những cái cần thiết, ví dụ như là thuốc men nè. Không phải là mình cần thiết mà mình xài cái loại thuốc 5-3 triệu đồng một ký, 2-3 triệu đồng một hộp. Có thậm chí có khi mà là có những cái dòng thuốc anh thí nghiệm qua, mình xài 1-2 triệu đồng nó cũng không có tác dụng gì. Mà nhiều khi là các cái bầy tôm giống mình quản lý môi trường được tốt rồi, cái con giống tốt á, nó là nó phát triển con tôm tốt á, mình xài thuốc đơn giản rẻ tiền thôi là nó vẫn tốt hà. Còn cái vậy tôm giống nó không tốt, nó đã thằng nó bị ô nhiễm ở trong trang trại nó rồi. Rồi về mình đưa vô mình xài rồi môi trường mình không tốt nữa, rồi mình xài thuốc gì cũng loại nó chứ. Cho nên là mình cũng khuyến cáo với bà con là thứ nhất là chọn giống là tốt nè. Thứ hai là làm cho môi trường nó tốt. Nó quản lý hai cái đó cho tốt. Thì con giống tốt, môi trường tốt. Thì mình ít tốn kém chi phí, tốc độ tăng trưởng nó nhanh. Xài thuốc men rồi nó cũng ít, nó đơn giản lắm. Mình thì mình ra những cái mà mình đã kinh qua bao nhiêu năm nay rồi đó, mình xác định được hết, xác định được cái nào cần thiết mình sử dụng, cái nào không cần thiết không cần sử dụng. Cho nên là những cái mà mình đã làm qua rồi mình thấy hết. Nhiều khi cái thuốc mình mua là bạc triệu đồng ăn cũng không ăn thua gì, bị tôm nó bảo nó cơ thể nó đã bệnh rồi, bản thân nó đã bệnh từ nhỏ trong trang trại giống rồi. Rồi cái môi trường mình đem về, môi trường mình không tốt, phát sinh ra vi khuẩn, vi rút, chổng nhóc hết trơn rồi. Thì là
mình thuốc nào cũng chuyển lại, cho nên là mình chọn giống cho tốt, môi trường quản lý cho tốt, hai cái đó là bảo đảm nó đều tốt. Tốt rồi là mình xài thuốc men nó ít tốn kém, mà tốc độ tăng trưởng tôm nhanh lắm, nên nó là mình khuyến cáo với bà con mình phải xem xét cho kỹ tình huống mà nó gặp cái vấn đề bất lợi rồi là mình kiểm tra cho kỹ đi, môi trường của mình không tốt rồi, cái nguồn giống của mình được test đó là nó bị nhiễm, bản thân nó bị nhiễm bệnh thì cũng vô nghĩa mình chỉ cho tốn tiền thêm thôi, làm cho mình nghèo thêm, làm cho cái chi phí nó đội lên cao thêm, chứ không hết. Cho nên là mình phải xác định cái bệnh nó rõ ràng. Ví dụ một cái bệnh mà nó bị gan tị rồi thì thôi đừng trị nữa, bảo đảm nó đừng trị nữa, trị là nó cũng chết. Đó rồi nè, nào là mua thuốc 1 ký 2-3 triệu, 3-4 triệu về cho ăn không hết đâu. Mấy cái phần trắng thì mình phòng ngừa nó từ đầu thôi. Gan tị phần trắng là nuôi tôm có hai cái đó là nó nặng nhất. Gan tị phần trắng, còn cái sinh gan đồ, thời tiết bất lợi sinh gan đồ, cho ăn thảo dược sinh gan đồ là chỉ hết trơn à. Ăn vài bữa là cái gan nó gom lại, là ví dụ nó có hao hụt chút đỉnh là mình chỉ dễ lắm. Còn cái gan tị với phần trắng thì thôi, khuyến cáo bà con là tốt nhất là phòng ngừa, kiểm tra con giống chất lượng, rồi kiểm tra cái môi trường nước cho tốt, nó hạn chế được mấy cái bệnh đó. Còn kiểm tra không tốt rồi nó sanh ra mấy bệnh đó thôi thua, cho nên nó là định trị nữa. Nên là mấy cái đó là anh Hải nhắc nhở bà con là con giống tốt, môi trường tốt sẽ thành công, phải không? Là sẽ thành công.